Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều. Vâng, xin thưa tới quý vị và các bạn, cứ ở cái thể đó là gì? Đó là như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Chắc chắn là những sản phẩm của lão nông Chi Điền Khang Audio 1861 sẽ làm vừa lòng các thượng đế. Các thượng đế thì chỉ có vỗ đùi đen đét này. Trân trọng kính mời các thượng đế 63 tỉnh thành xem cái đôi loa đài Sony có model CFS 1055SC. Video trước đã mời mọi người xem nội thất ở bên trong cục máy rồi. Đẹp tuyệt vời, còn zin thật chứ không phải zin là lời nói. Và bây giờ lại tiếp tục xem loa, mà loa lại còn zin nữa, cục máy zin, loa zin, mà zin thật. Thế thì chả vỗ đùi đen đét thì còn cái gì nữa. Lại kết hợp thêm thóc, thóc mềm mại và êm ái, có 800.000 đồng. Thế thì chả vỗ tay thì còn vỗ cái gì. Vỗ tay xong thì lại vỗ đùi. Ta vỗ tay cho thật đều để chúc mừng người thượng đế ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trúng thưởng chiếc đài Sony có model CFS 1055SC đẹp tuyệt vời vời, với một mức thóc 800.000 đồng. 800.000 đồng, ngài thượng đế này đã chuyển đủ thóc cho mình rồi. Cục máy thì nội soi rồi, bây giờ nội soi nốt đôi loa, sau đó thì anh Trần Văn test, sau đó thì anh Trần Văn test nhá. Test xong thì bọc ni lông, đóng vào thùng xốp mới đét đèn đẹp, để chiều ngày hôm nay coi như thế là nhờ bên đơn vị vận chuyển để gửi tới ngài thượng đế, người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rủ nhau đi khắp Long Thành nhá. Đi đâu? Đi mua đài. Thế nhưng không mua ở đâu được những cái chiếc đài nó chuẩn đẹp mà thóc nó mềm, thế nên là qua Bình Dương để mua. Đây, xin thưa tới các thượng đế, đây là bên trong của một cái loa, bên trong một cái loa. Cái loa này là theo hướng ta nhìn vào là loa bên trái, loa bên trái. Đây. Một cái chân ốc. Ôi giời ơi. Còn độ sạch đẹp thì thôi rồi. Thôi rồi. Xin hỏi lại quý vị và các bạn, như thế này thì có xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Đây, chân ốc đây. Loa jack đây. Này, vệ sinh như thế này. Nguyên cái công vệ sinh ấy nửa ngày rồi. Đây, chân ốc đây. Đây, chân ốc đây. Và bây giờ xem loa. Xem loa. 1861 Khang. 1861 Khang, 1861 thì loa này là loa zin rồi, không bàn cãi gì. Không bàn cãi gì. Loa zin thật rồi. Sony 3,2 ohm, 2,5W. Đây. Xương loa nó như thế này. Xương loa nó như thế này. Ôi giời ơi. Rừng núi ơi. Loa đẹp quá. Cái bụng mình nó ưng lắm. Đây. Lại phải xem ở bên trên thì mới biết được. Cái loa này xin thưa tới quý vị và các bạn, cái loa zin của cái đài Sony 1058, 1055, 1065SC là cái rốn loa này này, nó phải màu đen. Màu đen. Đấy. Cái màng loa này nó cái màu này. Cái màu này nó cái màu gì? Thôi, cái màu này là cái màu gì thì quý vị tự tự nhìn, tự biết. Ở đây này. Đấy. Trong quá trình sử dụng thì không biết là con rán hay là con gì,
nó vào đấy, nó chui vào đây, nó ngứa răng, nó gặm, nó cắn. Ong non ngứa nọc châm hoa giữa, dê còn ngứa sừng húc dậu thưa. Ở đây thì mình không biết được là rắn nhấm hay là cái con gì nó cắn. Là bây giờ mà ví dụ như bảo rắn nó nhấm mà không phải rắn nó nhấm thì không được, nói như vậy không chuẩn nhá. Đây đấy, thế nhưng mà anh cu bạn của mình anh rất chi là khéo tay, anh ấy thường may vá nhá, anh ấy thường may vá, trước anh làm nghề thợ may đấy, nhưng mà bây giờ mắt anh ấy kém, anh ấy không xe chỉ luồn kim được nữa, thì anh ấy giải nghệ, anh không không làm nghề thợ may nữa đấy, thì anh ấy chuyển sang coi như thế là cái vá đài để vá loa, vá rồi nhá, vá bên trong, vá bên trong đấy, loa còn zin thật, nó có một cái chỗ lỗ đây này, anh ấy vá rồi đấy, xem ở mặt bên trong thì xem anh ấy vá nào. Đấy, không có vết chỉ, không vết chỉ, anh ấy khâu kiểu gì à, anh dính keo, dính keo, dính keo, anh dính keo đây, đây ở bên trong này đấy, anh dính keo, anh dính keo nhá. Một cái bây giờ đây là cái thùng vỏ đằng sau, còn độ sạch đẹp thì miễn bản, không không phải miễn bản, có một cái vấn đề mà cũng cần phải đề cập đến, phải bàn luận đến, đó là sản phẩm của nông dân Khang làm sao mà lại sạch đẹp chất lượng thế. Đây đấy, khóa loa vẫn còn đấy, rãnh loa này, rãnh để lắp vào cái thân máy còn hết. Bây giờ sang đến cái bên đây, sang đến cái bên đây, cái mặt đằng trước thì nhìn lúc nào cũng được, chủ yếu là bên trong thôi nha, chủ yếu là bên trong thôi. Trước tiên là đây là một cái chân ốc, hai cái chân ốc, ba cái chân ốc, bốn cái chân ốc. Ôi trời, cái độ sạch đẹp, độ sạch đẹp thì đúng hết nửa ngày rồi mới làm được cái nó sạch đẹp bóng nhảy như này. Và đây là xương loa Khang 1861. Cái bên đây thì xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là mỹ loa, đây là mỹ loa, loa check này, đây là mỹ loa nha, Sony 3,2 ohm 2,5W China. Bên đây cũng vậy, đây giống nhau nhá, đây 3,2 ohm 2,5W China. Ok, cái xương loa xem rồi thì bây giờ ngửa lên, ngửa lên để xem. Thế này thì chả ối giàng ơi à. Úi giàng ơi, cha mẹ ăn chi trên đời sinh người đẹp thế. Cái bụng ta nó ưng người rồi, ới nọng ơi. Úi giời ơi, cái rốn này, cái rốn à, xin phép mình sờ vào cái rốn cái. Cái rốn này phải màu đen nhá, nhưng cái rốn này mà trắng là không phải cái của Sony 1055 đâu. Này, bên đây thì mỹ loa, bên đây thì mỹ loa, không có một cái lỗ thủng châm kim nào cả. Bên đây thì mỹ loa đấy. Ôi giời ơi, nó như thế này thôi, có chữ 1861 rồi còn xoay làm cái gì nữa. Đây là cái thùng rồi, chỉ có anh sạch phần đẹp nhá, chân ốc đây, bên trên này, trên này đây rồi. Ôi giời ơi đấy, thì xin thưa tới quý vị và các bạn, ở à đây khóa loa đây đấy. Cái video trước mình đã xoay gì rồi, đã xoay cục máy rồi, thế mà video này xoay cái loa thì cái loa này nó bị thủng như này này đấy, nó còn vết thủng này nhưng vá vào rồi, nhưng mà loa này còn zin thật nhá đấy. Để làm gì, để cho người anh em xem đấy. Bây giờ xin thưa tới quý vị và các bạn, bây giờ người anh em ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi xem cái cục máy thì vỗ đùi đen đét. Sau khi xem cái video nội thất đôi loa này, cái loa bên đây nó bị thủng, vá vào rồi, người anh em không ưng cái bụng nữa, mình chuyển lại 800.000 đồng cho người anh em, không thiếu một xu, không thiếu một hào. Mình cũng không mặc cả, vì lúc người anh em mua cũng không mặc cả nhá, cũng chuyển đủ 800.
Bây giờ người anh em không mua nữa, mình cũng không mặc cả, mình chuyển giả lại đúng 800.000 đồng mà chuyển chuyển qua phát một xong ngày. Đấy, là xin thưa với lại người anh em ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là như vậy nha. Mất lòng trước hơn được lòng sau. Cứ nói cho nhau biết trước. Cứ minh bạch như thế này. Ấy loa thủng, một chỗ nào thủng, vá chưa, vá rồi hay chưa vá, loa gãy chân ốc không, báo luôn. Như thế cho nó dễ. Cung cấp những cái sản phẩm như vậy thì tình cảm nó đi lên là cái chắc đấy. Thôi thì mình dừng video đây để cơm cháo thôi. Thân ái chào tạm biệt.